Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh Hà Lùng TV. Đầu năm gia đình Hà Lùng TV nó tập trung lại xong rồi giờ đây là một màn ba dáng bà cào. Chỉ chơi duy nhất ba dáng thôi. Ba dáng duy nhất, ba dáng duy nhất rồi sáng mùng 1 Tết mỗi một nhà 100 ngàn có ai chơi không? Có tiền vô đi. Có tiền vô nè. Rồi để mình coi thử coi. Còn ai nữa đây? Cái này của con hả? Mình ăn tép. Ủa cái này của ai chứ, cái này của ai? Chưa ai bóp đi. Chưa ai bóp hả? Cái này của Hà hả? Ba. Rồi quý vị ơi, quý vị khán giả ơi, Hà. Ai mà cao điểm nhất là sẽ được lấy cái cọc tiền ở giữa đó quý vị khán giả. Hai tay bù hết rồi. Trời ơi, dưới 8 bỏ xuống. Vậy là có người 8 điểm rồi. 8 gì vậy? 8 gì vậy? Mình có cửa, 8 đập đặt hết đi còn cho 9 cho em mà. Trời ơi, mọi người ơi. 8 chè. Hên rồi, hên rồi. 8 chè. Nó lại hên nào rồi. Hên rồi. 8 chè. Em, còn em nữa làm chi? Em 10 điểm. Trời ơi. Rồi, hãy đặt tổng số là 50 à? 50. À, thì lấy có 50 không? Lấy 50 Năm ngoài nó hên, năm nay nó không hên. Đấy, không biết. Cái đẹp đây đó. Cái đẹp đúng không? À. Đây, hai vợ chồng. Đây, bạn này móc bóp rồi. Thua mấy rồi? Rồi. Từ tháng lại. Nè nhưng mà anh, thua mấy tờ rồi. Đang tỉnh nha. Anh Nhân làm gì ôm em chứ vậy? Anh Nhân vừa dẫm. Còn hai ván nữa quý vị ơi. Có ai đặt tiền không? 100 ngàn một ván nè. Duy nhất có 3 ván mà thôi. 1.3 triệu hả? Trời đất ơi, ai mà ăn là sẽ ăn được 1.3 triệu đó quý vị. Quý vị ơi là quý vị. Ông áo sọc caro ông đã ăn được một giá là quý vị ơi. Trời ơi, đầu năm đánh bài được mà. Nghe mấy chú công an, đầu năm 3 ngày đánh bài được. Được. Ô chơi có 3 ván hồi bữa công ty em đầu năm cũng chơi một trận tưng bừng đó, đâu có sao đâu. Mình thì nói vậy thôi, thật ra đâu. Rồi. Đó là mình làm không được. Làm cái chơi này là cao rồi. Là nhiều tiền đấy. Là 4 5 6 thôi, 1 tháng 1 triệu 3 3 ván là hoàn chỉnh đúng không? Là trên 2 triệu sẽ đến được rồi. Đúng rồi. 2 4 lọt đó là lúc nào cũng không đánh bại. Còn lý thì là gì? 1 2 Nhưng mà đâu chơi mấy triệu, chơi mấy triệu. 2 triệu sẽ đến được. Nhưng mà ăn hết cái này là được 3.3 triệu nhưng mà chia ra là ủa tính tổng số trên trên sòng hả? Chỗ 4 tiếng trong cái túi nữa. Thôi được rồi mấy chú công an, em sẽ không có bật chế độ kiếm tiền của cái clip này. Em sẽ để chế độ giải trí. Ừ, em sẽ để chế độ giải trí vô chú công an. Rồi. Rồi bóp. Này đâu người. Đâu đâu của Hà coi coi mấy điểm. Coi coi mấy điểm. Chết tôi rồi, tôi mấy điểm đây. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy mới đầu năm đầu tháng mà bù rồi quý vị khán giả. Quái không? Tèn. Trời ơi, bù nữa. Trời ơi, sao năm nay bù không vậy trời? Chết tôi rồi. Trời đất ơi, sao năm nay 20 không vậy? Nãy 10 giờ 20. Hồi nãy Hà được 10, bây giờ được 20 rồi quý vị ơi. Một hồi giáp sau là được 30. Ba con giống nhau đi nha. Bài C hả? Bài C anh 8. Rồi. Rồi, nó một người 8. Em là nhất chín. Nhất chín gì bù. Rồi, tạm hơn năm. Mày giữ bài hát đấy rồi. Tạm hơn. Lợi dụng quá ha, lợi dụng dễ sợ. Mình ăn bài này là mình lời có
Rồi, người yêu thôi. Mời chào mấy em. Người yêu tôi thua hai ván rồi quý vị ơi. Thua lấy bao lì thì ra luôn rồi quý vị ơi. Người yêu ơi, người yêu thua hai ván. Người yêu thua hai ván hả? Người yêu tao xì cơ kệ tao, tao có 7 nút à tao ơi. Trời ơi bài đẹp quá. Mày lên ăn xì đó. Ăn một bán được rồi, con ăn tham luôn rồi nhiều bán vậy. Hồi nãy lên mình có cảm nhận cảm mình chỉ có cảm nhận. Cái này được bao nhiêu xì đó con? Rồi. Rồi rồi rồi, trăm ngàn, rồi trăm ngàn cái xì đó là chết liêu. Ừ. Đó cược. Cái này giống nhau. Rồi một ván cuối cùng rồi. Một ván cuối cùng. Ván này mọi người ơi, Hà Lùng được 9 nút nha. 30 nút đi cho Hà Lùng, 30 nút mà con giống nhau. Cho tôi 30 nút ba con giống nhau đi. Trời ơi, bài tôi đẹp quá không ăn. Đây thì ông chia làm sao tôi thắng là được. Vậy là ông không có công nhận. Ba chia mẹ thắng là không có công nhận. Là không được phải. Không được. Mười hai mà nữa đi 300 luôn chứ. Ba năm chục. Anh bàn nữa đi. Ờ thôi anh bàn nữa để đưa cho 300 luôn đi. Cho mất công ba thổ tiền. Đã bóc đi, mình xui quá. Rồi, bóc đi, ai bóc thì bóc đi. Thôi, tôi bóc cái con này. Rồi, ai bóc thì bóc đi. Đây, 30 điểm giống nhau, ba con giống nhau đi. Trời ơi. Trời quá. Kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Hỏi chi nó vô con già là được rồi. Chán thiệt rồi. Trời ơi, đi rồi. Ba con bố. Ba con bố. Ba con bố. Chưa là chưa có ai. Hà Lùng thua 3 ván rồi. Hà Lùng có cùng 2 ván với ba được có 1 nút mà.